quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả, Ngọc Hương xin được giới thiệu một người rất là dễ thương mà mỗi khi gặp quý vị chắc chắn sẽ rất vui, đó chính là cô Diệu Thảo. Xin chào và rất vui mừng gặp lại quý vị khán giả của chương trình. Cô Diệu Thảo ơi, cuối tuần này nè, cả gia đình Ngọc Hương sẽ có một bữa tiệc họp mặt đại gia đình luôn. Em đang suy nghĩ là muốn chế biến một món ăn gì để lấy le đó mà cô ơi, em khả năng thì hơi hạn chế. Ghê quá ha, hình như là Ngọc Hương có dự định là chuẩn bị ra mắt ai phải không? Cô nghi lắm đó, thành ra thấy Ngọc Hương có vẻ lo lắng lắm đó quý vị khán giả. Nhưng mà miễn là Ngọc Hương chịu vào bếp là cô cũng cảm thấy vui rồi. Như vậy thì cô sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món ăn rất là phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, và lại phù hợp không phải chỉ cho gia đình của Ngọc Hương đâu nha, mà còn cho tất cả các gia đình từ Bắc đến Nam cũng đều rất là thích món này. Vậy món ăn này là phù hợp cho mọi nhà. Vậy thì cô Diệu Thảo phải nhanh nhanh nói cho Ngọc Hương với quý vị khán giả biết tuyệt chiêu để có món ngon cân bằng dưỡng chất đi. Nói tuyệt chiêu thì nghe tầm cỡ quá, đây chỉ là một món ăn đồng quê dân dã thôi. Đồng quê dân dã cũng được cô Diệu Thảo, bởi vì không khí gia đình sẽ thật sự ấm áp với tất cả những món ăn mà. Món đồng quê dân dã này có nguyên liệu chính là cua đồng nè, lại có mắm tôm nữa. Đây là hai nguyên liệu rất là quen thuộc của người Việt Nam, và người Bắc, người Trung, người Nam gì cũng có thể thưởng thức món này rất là ngon. Đó là món lẩu cua đồng. Để chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu cua đồng thì chúng ta chuẩn bị nửa ký cua đồng xay nhỏ, gạch cua, một ít mắm tôm, hành tím băm nhỏ, 3 trái cà chua, 1 ít sả đập dập, 1 trái ớt sừng, 1 trái cà chua băm nhỏ, đậu hũ cắt nhỏ và chiên vàng, cùng với lại các loại rau ăn kèm với lẩu. Ngoài ra phần gia vị thì chúng ta chuẩn bị những loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto, giấm gạo Lisa và hạt nêm Ajingon. Chúng ta sẽ lấy nửa ký cua đồng mà đã được xay nhỏ ra rồi. Sau đó thì cô sẽ sử dụng khoảng chừng 2 lít nước cho vào chung với lại cái phần cua xay này. Khi cho vào thì chúng ta khuấy đều để cho cái phần thịt cua trong phần cua xay này á, nó sẽ tan vào trong phần nước nè. Mà cô Thảo ơi, nếu mà mình có thời gian á cô, là mình mua cua sống về mình tự đâm đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Còn trong trường hợp mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta có thể cho vào máy xay để chúng ta xay. Nhưng mà bao giờ chúng ta giả cua cũng sẽ ngon hơn là mình xay đó. Dạ, em sẽ ghi nhớ điều này. Quý vị khán giả thân mến, nếu như có thời gian thì chúng ta mua cua đồng sống về tự sơ chế, như vậy sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm quý vị nhé. Sau khi mà chúng ta hòa đều cái phần cua xay này rồi thì cô sẽ lấy cái phần nước này, sau đó cái phần cuối này chúng ta sẽ cho qua một cái rây để phần vỏ cua không bị nằm ở phía bên trong cái nồi nước này. Ngọc Hương giúp cô cầm phần này. Dạ. Rồi bây giờ phần còn lại chúng ta sẽ đổ qua rây, và như vậy chúng ta sẽ lần lượt lọc cho đến khi nào mà hết cái phần 2 lít nước. Như vậy chúng ta sẽ có 2 lít nước với lại phần thịt cua để chúng ta chuẩn bị nấu lẩu cua đồng. Ngọc Hương sẽ đặt lên bếp giúp cho cô nè, và bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên. Kế đó là chúng ta sẽ nêm gia vị vào trong nồi này. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajingon. Sau đó cô sẽ tiếp tục nêm thêm khoảng 3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Để cho cái quá trình kết dính được tốt hơn thì trong khi mà chúng ta xay cua hoặc là giã cua thì quý vị khán giả có thể cho vào một ít muối. Tuy nhiên chúng ta cần phải kiểm tra độ mặn của muối nếu mà chúng ta sử dụng cái phần cua mà mua sẵn ở chợ. Phần sả thì chúng ta đập dập và bó lại thành bó. Cà chua thì chúng ta sẽ cắt muối. Món lẩu cua đồng này đó, chúng ta muốn có cái màu sắc đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái phần cà băm, vì khi cà băm mà chúng ta xào lên xong á thì sẽ tạo nên cái màu đỏ tự nhiên cho món ăn mà chúng ta không cần phải cho thêm một cái loại màu nào hết. Dầu nóng rồi cô sẽ cho hành vào trước, và chúng ta phi cho cái phần hành này nó thơm lên. Rồi chúng ta phi vàng thơm rồi sẽ trút hết cái phần cà chua miếng này vào. Thơm ơi là thơm. Kế đó cô trút luôn cái phần cà chua xay vào luôn. Cô sẽ nêm vào đây 3 muỗng cà phê đường. Tiếp tục đảo đều để cho phần cà chua này ngấm với lại phần đường và ra màu đẹp. Dạ. Khi cà chua vừa mới sôi trở lại thì chúng ta sẽ tắt bếp và sẽ trút phần cà chua này ra tô. Tiếp tục là mình sẽ cho cái phần gạch cua này vào xào. Rồi bây giờ cô tắt bếp đi nè, chúng ta sẽ trút hết cái phần gạch cua mà mình xào này vào trong chén. Dạ. Ngọc Hương thấy không, bây giờ bắt đầu phần riêu cua bắt đầu nổi lên rồi nè. Ngọc Hương sẽ vớt hết cái phần riêu này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho phần sả đập dập vào. Cô sẽ tiếp tục cho hết cái phần cà chua chúng ta băm nhỏ với lại cà chua miếng hồi nãy đó. Dạ. Mình sẽ trút hết vào trong đây.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nêm vào khoảng nửa muỗng cà phê muối. Và kế đó chúng ta sẽ nêm thêm 3 muỗng canh giấm gạo Lisa. Cuối cùng chúng ta còn phải cho cái phần gạch cua này vào. Phần gạch cua này sẽ làm cho nồi lẩu cua đồng sẽ rất là thơm và có màu sắc đẹp. Phần đậu hũ chúng ta sẽ cho chung vào trong nồi, vì khi mà nó sôi lên như vậy thì cái nước lẩu thấm vào trong những cái miếng đậu ăn sẽ rất là ngon. Bây giờ cô sẽ cho rau lẩu vào nè. Có sẵn một chén bún rồi đây. Cho ít bông bí, rau muống nè, rau nhút nữa. Xong rồi một miếng cà chua. Chắc chắn là không thể thiếu một ít riêu cua phải không? Dạ. Bây giờ cô sẽ múc vào. Có một miếng cà chua đỏ đỏ vào nha. Ngọc Hương có thích ăn mắm tôm thì cô sẽ cho một chút vào. Dạ, cho em một tí đi cô. Rồi. Cảm ơn cô Diệu Thảo. Wow, nhìn thật là hấp dẫn nha. Riêu cua, cà chua rồi các loại rau nữa. Đặc biệt quá cô Diệu Thảo ơi. Cua thì béo béo nè, nước á thì chua chua ngọt ngọt, các loại rau thì giòn giòn. Ăn hả? Ngọc Hương nghĩ á, thế nào cũng ghi điểm 10 với lại cả gia đình ơi. Món ngon. Cân bằng dưỡng chất. Cảm ơn cô Diệu Thảo đã hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả món lẩu cua đồng. Và quý vị khán giả hãy thực hiện món này và chia sẻ cảm nhận ở chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083-823-7557. Còn bây giờ thì Ngọc Hương và cô Diệu Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.